Bây giờ mình ca nhẹ đoạn ngắn mồi lại cho khán giả nhớ lại cái bài của mình nè. Ca thử coi. 2 và da 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 Con không hiểu gì sao Trấn Thành cười luôn rồi. Không hiểu luôn. Con em còn đô lắm. Rồi thi chưa? Em á, cái gu em là đừng nói chuyện nhiều. Đúng. Dạ, hiểu không? Nha. Đừng giao lưu nhiều. Riêng gu em là đừng giao lưu nhiều. Mình phải bí hiểm đi. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi đó. Thiệt. Thiệt cái đó là biết là em không hiểu Trường Giang nói gì đâu. Anh khuyên để em kiếm 100 triệu á. Rồi bây giờ mình thi nè. Thi ha. Dạ rồi. Rồi 60 giây bắt đầu. Người ta thường nói đừng có trong mày mà bắt hình dong. Nhìn mặt mũi hơi đơ vậy nhưng mà bản thân của mũi, cái con người của mũi rất là nhiệt thành. Hai Huynh chỉ cần lắng nghe cái giọng nói của mũi là cũng được rồi. Huynh mũi luôn à? Lần thứ hai gặp hai Huynh mà mũi cứ tưởng chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước. Trường Văn đại ca, Trấn Thành sư huynh, chủ nhật này mũi mà hai Huynh về nhà của mũi chơi có được không hả? Để làm gì? Hai Huynh hứa rồi đó nha. Trường Văn đại ca, Huynh thì đẹp trai sẵn rồi nên không cần phải mặc gì hết. Không là em tính nói là đừng nói để là gì. Trường Văn sao bắt không cho người ta mặc gì trong không qua phải nhà em không khỏi cãi nói làm gì. Giải thích làm gì, tôi không còn biết. Tiếp đi, tiếp luôn cái này là cái khác. Rồi cái này. Rồi. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Trường Văn đại ca, Huynh thì đẹp trai sẵn rồi nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Miễn là Huynh thấy thoải mái. Trấn Thành sư Huynh, Huynh thì không có chỗ nào để chê hết. À, cha mẹ muội đã già rồi nên còn được yên tĩnh một chút. Đừng có nhiều rồi. Cha mẹ mũi cần yên tĩnh mà nhắc tới Trấn Thành là hiểu rồi. Cha mẹ mũi cần yên tĩnh một chút. Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì cha mẹ em? Hả? À, mà em xài xỉ, tôi cần yên tĩnh. Tôi qua bên đó tôi nói cái gì? Mà đúng không? Tôi nói cái gì mà em xài xỉ tôi? Quá trời em rồi. Hey, trời. Điểm luôn cái này luôn. Duyên dáng. Hợp lý. Được. Rồi, được, được. Rồi. 60 giây của vòng 3 bắt đầu. À, sẵn đây muội kể về cha mẹ của muội để hai Huynh không có bỡ ngỡ. Trường Văn đại ca, mẹ của muội thích nhất là món canh chua đó. Canh chua thơm cá điều hồng, canh chua cá bông lau bông xoa đũa, canh chua thịt gà lá giang, canh chua me đỏ cá hú, canh chua bắp chuối cá ba sa và các món làm từ khổ qua, khổ qua dòng thịt, canh khổ qua sườn non, lẩu khổ qua cá tắc lát, khổ qua xào thịt bò, khổ qua luộc, quẹt mắm ruốc, thịt con rồi xả ớt. Nhà mở quán cơm hả? Là không, cái đó là mấy cái món mà mẹ em thích. Mẹ em thích ăn chua với lại... Mẹ em thích cỡ đó món hả? Dạ. Mà cái ghê nhất là... Không, cái ghê nhất là cái bà rồi. Nó đi... Khổ qua xào thịt bò, khổ qua luộc, quẹt mắm ruốc, xào thịt bò rồi, xả ớt. Nó đi cái cú mà rô đai á. Rồi. Nó đi cái cú đó tôi chết á. Trời ơi. Ai phái em xuống đây? Sao lại có cái món bao rồi? Sao lại có... Tại em thấy mấy kia không có điểm nhấn cho nên em mới rọi chữ đó. Em mới rọi chữ đó. Thông minh. Quá thông minh. Quan trọng hơn hết, em nói một câu với những cái từ ngữ cực kỳ khó nhớ. Mấy cái món đó nó dễ lẫn lộn nhau lắm. Nhưng mà cái đó mà mẹ em thích. Biết rồi. Em có cãi chị ba. Em có cãi. Chứ em nói là cái món nó cực kỳ khó nhớ. Mà em nhớ, em nói trôi chảy, chậm, chắc, từng chữ một. Món mẹ mẹ em thích đó nha. Thì đó. Nhớ điều đó nha. Mẹ nó nhớ vô trong đầu dùm cái. Là mẹ em thích cái món bao rồi. Dạ, mắm vuốt, xào thịt bao rồi, xả ớt. Ừ. Rồi, bây giờ tới vòng thứ tư. Cố lên nha. Khoa.
Em. Dạ. Bất cứ lúc nào trên đường đời đầy cát bụi, em bị người đời xô ngã, em va vấp, em gặp những khó khăn, những vướng mắc không thể vượt qua, hãy hey đà, đà. Em hãy làm điều đó để cứu lấy bản thân mình. Nhớ nhé, đó là cái bùa mà một người đã dính của em từ học mở tới giờ. Bất cứ lúc nào em cảm thấy bơ vơ, em cần một vòng tay, em cần một nụ cười, hãy hey. Nhớ nha. Rồi anh nhắc cho em luôn. Rồi bây giờ thi tiếp đi. Được chưa? Dạ rồi. Trời đất ơi, sống trả lời người ta đi bà ơi bà. Có suy nghĩ 6 tháng. Chị đều rồi chậm chưa? Rồi chưa? Dạ rồi. Em thì bà rồi bà cứ nói rồi đi mà suy dạ nghĩ rồi. Hoài ông Luật. Đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Vòng thứ tư bắt đầu với 60 giây. Vậy cho nên Quỳnh tự tin làm được món nào thì làm, còn không thì cứ vô bếp phụ với mẹ muội. Nè, không biết thì phải hỏi, chứ Quỳnh đừng có làm biếng. Có chuyện này muội muốn kể cho hai Quỳnh nghe. Hai Quỳnh không được nói cho người thứ tư biết, tuyệt đối không được nói cho người thứ tư biết. Sống để bụng, chết mang theo. Đó là khi tới nhà của muội, hai Quỳnh không được nhắc tới một món đồ. Để muội kể cho mà nghe. Mấy năm về trước, nhà của muội có bị mất một cái tivi trắng đen. Đêm đó không xem được dự báo thời tiết nên không biết là có giông bão kéo tới. Mấy bữa đó cha của muội trở tay không có kịp, chuồng dịch tóc mái, đàn dịch lạnh lẽo ngoài trời mưa. Và sáng hôm sau chúng vẫn bình thường. Xàm đế thiệt. Dạ sao sao chúng vẫn bình thường. Còn không? Cái đoạn này còn dài không? Dạ còn. Dài không? Thôi để cho em diễn cái này vui đi. Tại cái này diễn cho hết. Ủa Phan, nhưng mà còn em còn còn vòng mà. Còn vòng nữa đó. Thôi bây giờ diễn này diễn bây giờ này. Diễn tiếp cái đó mà cảm thấy hết cái đó rồi mà không cười thì diễn cái khác. Dạ đúng rồi. Em tại nãy em có một suy tự nhiên em ngồi quán cà phê á, nhìn ngay chỗ cái đài liệt sĩ Gò Giáp, cái em tại lúc đó em ngọn mình, nói chung là thấy cũng hơi buồn buồn, nhưng mà nhớ lại một số cái hồi xưa cho nên thấy cũng vui vui, cho nên em suy nghĩ là hồi em kể cái đó sao cũng được. Rồi 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 ha. Không còn cái này em vui nha, em diễn vui. Khoan dạ. Là cái này em diễn tặng vui thôi. Dạ dạ đúng rồi, không có bấm giờ nha. Ok. Ủa lỡ nó vui thiệt thì sao? Chị kể nó. Trời hả? Ơi kể vậy đi. Diễn tiếp tại đi. Tại vì muội thấy em thấy nó muội thấy sao, tức là bây giờ hỏi nè, cái phần mà hồi nãy muội ngồi kia muội nghĩ á là nó có dài không? Nó bất chợt lắm, nhưng mà em thấy nó được nhưng mà ý là cái thời gian nó có dài không, cái câu chuyện mà muội nghĩ là mình nó vui mà ngoài ghế đá muội thấy nó dài không? Nó có đủ một phút không á? Cái đó giống như là một câu chuyện, em nghĩ em lúc hồi em chế thầy một bài tập làm văn vậy á. Ừ. Được. Em lấy cái khúc thân bài vui vui thì em được, bấm được, tập được, đừng nói, đừng nói. Ý là nó dài không, nó đủ một phút không? Nếu nó ngắn thì lấy cái khúc đuôi này gấp vô là đủ phút. Không dài, ví dụ mà kể ra thì dài, nó muốn dài thì dài hả? Ừ. Cái này cho em diễn vui. Tại đây là diễn phục vụ tặng bà con dạ, đúng không? Tại thôi mà phong thủy lúc trước là không có phục vụ đó. Thôi kệ, em không có tên phong thủy. Chuyện của người ta, cho người ta diễn. Rồi. Rồi, diễn tặng cái cuối cùng con gà dịch sao sao nữa. Sau khi con dịch vẫn bình thường. Dạ. Diễn vui. 2, 3, vô. Nói chung là đàn dịch vẫn bình thường đó. Nhưng mà trong lòng thì nó oán giận cha của muội lắm. Rồi cái mà muội nói á, mấy tháng sau á, một tháng sau thì đàn dịch không có còn nữa, bởi vì cha của muội đã bán nó lấy tiền mua cái tivi màu, cái tivi mới á, tivi màu HD in kiểu dáng sang trọng thanh lịch mà bạn chưa bao giờ thấy. Đặc biệt sẽ cho bạn một cảm nhận chân thật như cuộc sống. Hình ảnh sắc nét âm thanh sống động. Đó, diễn là giá ưu đãi chỉ 1.380.000 đồng, 1.380.000 đồng, nhanh lên, số lượng có hạn. Món đồ mà muốn nói là cái tivi đó. Thôi không. Cái gì nữa? Vậy cho nên lúc hai Quỳnh mà xem phim gia đình là số 1 với cha của muội á,
Cho dù tivi có đẹp cỡ nào thì cũng đừng có khen, để trong bụng. Có khen á thì khen cái nam diễn viên vào vai người cha của Đức Minh Đức Mẫn, sao mà có gương mặt đẹp trai khôi ngô tuấn tú quá, diễn xuất sao mà tài tình sâu sắc quá. Khen đại vậy đi. Ok, khen đại vậy đi. Hên không phải không? Hên không? Dạ, có nhiêu đó à. Ừ. Hôm bữa có nhiêu đó à. Hên là diễn phục vụ đó. Bài hát đó cũng đơn giản, nó đó là nói về con vịt. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cái cánh cho khô. Hai con vịt sẽ ra bốn cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cái cảnh cho khô. Ba con vịt sẽ ra sáu cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Bốn con vịt sẽ ra tám cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bờ, núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Năm con vịt sẽ ra mười cái cảnh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Nói chung là mỗi có hơn 100 con vịt đó, mà cho người ta có 60 giây hà sao ta kể hết. Sáu con vịt sẽ ra 12 cái cánh. Sáu con vịt sẽ ra 12 cái cánh. Chúc mừng em, em vừa được 150 triệu. Diễn tiếp đi. Tám con vịt sẽ ra 16 cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bợm, núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Chín con vịt sẽ ra 18 cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bợm, núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Chín con vịt sẽ ra 18 cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước bó bị bà bị bợm, núp trên bờ mấy cái cảnh chó khô. Tiếp là gì? Mùi. Tiếp đi mùi. Chín rồi đó. Chín hả? Mùi con vịt sẽ ra 20 cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bợm, núp trên bờ mấy cái cánh chó khô. 21 con vịt. Cuối cùng là gì? Cuối cùng của cái này là gì? Dạ mùi chưa có kết được. Trời ơi trời. Ông An dễ sợ thôi. Không có kết. Nhưng mà ý là mũi nói là tại hồi nãy thật ra anh lúc mà lên đây á, mũi sợ nhất á là không phải là không được nhận tiền, nhưng mà mũi sợ nhất là cái vòng đầu mà không được cái bị quê lắm. Tại vì hả lúc mà hả mũi vô đây cái có cái anh kia nói: ủa em hôm bữa hát bài Da 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 đúng không? Dạ. Hôm nay hát bài gì vậy em? Dạ. Cái em mới cười, cái em không hát lại bài đó đâu. Xong cái có cái chị kia nói là như vậy đó. Xong cái em nói là nói chung là em thấy đáng lẽ hồi nãy tâm trạng nó, em nói chung em mới qua cái cảm giác bất ngờ vì được 100 triệu, bây giờ cảm thấy nó hơi nặng, bởi vì mọi người giống như là kỳ vọng vào mình quá. Nói chung là em cảm ơn chương trình với lại khán giả. Còn 10 giây mà lỡ Thành không cười là em hát tới hết luôn hả? Chứ vô nãy anh không cười thì em hát tới đâu? Không, tại vì em hồi nãy em sợ là em vòng một em không ai cười em mới quê, nhưng mà bây giờ thì nói chung là không được thì không sao hết. Ý mọi người hỏi là hồi nãy mà anh Thành không cười ở chỗ đó thì em sẽ diễn, em cứ đếm hoài đúng không? Em đếm hoài luôn á. Không, em nói thiệt, em thề. Chứ nói thiệt. Có ai không tin bà đâu mà bà thề. Em là một con người có cái độ tập trung rất là cao độ, ai làm gì làm chuyện của người ta, em làm đúng cái chuyện của em. Thật ra em thấy đó cũng là cái khuyết điểm của em, tại vì em không có thể làm hai công việc được cùng một lúc, tức là làm cái này em tập trung làm. Nói chung là đó là cái lý do vì sao em không có sợ con nhỏ này. Con nhỏ này nó nhảy gì chuyện của nó. Em rất tập trung, chưa bao giờ anh thấy em phải hoang mang vì nó. Mặc dù em rất đủ thông minh để em đang nói, em ngó lên cái đồng hồ, em biết canh hết á.
nhưng mà em không bao giờ vì nó mà mình bị hoang mang. 250 triệu tổng cộng, làm gì cho hết tiền? Dạ trả nợ. Nợ gì? Từ nhỏ đến lớn, từ lúc mà cưới mẹ một em thì cha em cũng mang. Cái gì? Không lộn, cha em nói chung là thì trả hết tiền xong cái còn dư thì sửa lại cái chuồng vịt. Rồi sau đó em ba em sẽ lấy tiền đi làm răng lại. Tại vì ba em thích nhất là cái món bánh nếp á, mà nói chung là ăn cũng được nhưng mà không, bây giờ ăn không có ngon cho nên mà ba em cứ chần chừ là hả chừng nào có tiền mới đi khám răng, cho nên giờ mà có tiền thì em đem tiền về cho ba em đi làm cái răng mới. Nói chung là em đem tiền về cho ba mẹ chứ em không biết làm gì hết, tại vì tiền ba mẹ đó giờ nuôi cho em mà. Bà có 250 triệu mà bà suy nghĩ hết mọi chuyện trong cuộc đời bà. Tính mua nhà không em? Dạ không, tại vì không có đủ nha. Không phải, mới đầu ví dụ mà em, thật ra không phải là em bình tĩnh nhưng mà em suy nghĩ đơn giản lắm. Ví dụ mà em không tham gia được chương trình này thì em cũng phải ra trường rồi đi làm thôi à. Thì cũng trả nợ hết thôi. Còn ví dụ mà có số tiền này thì làm nhanh hơn à. Ai xuống em lên đây thì? Bữa đó em... Bữa đó thế em... câu chuyện đó hả? Dạ có, nó đẻ nhiều lắm. Tại lúc mà em làm đề tài á, cái em vô phòng thí nghiệm cái lỡ tay làm bể mấy cái lọ thí nghiệm, xong cái em phải lên cái đường Nguyễn Đình Chiểu á đặng mua. Xong cái trưa nắng mệt quá cái em tính ghé chỗ nào, cái xong cái thấy trong đây có chỗ che nhưng mà cách tiên, nhưng mà em nghĩ chắc vô được, em ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước mà. Em mới đặt cái ghế, cái chị kia nói em đăng ký hả em? Dạ. Em không phải là đam mê gì hết, mà nếu mà em đam mê là em đã tham gia từ vòng 2 ơi mùa 2 rồi. Cho nên nói chung em thấy thôi cứ vô coi sao, tại em cũng khoái những cái mà trải nghiệm á. Tại đang cho mình có cảm giác chứ em thấy em cũng rụt rè lắm. Rồi xong cái vô cái anh đó phát số báo danh rồi, cái cách tin. Cái ảnh kêu là em làm gì em có gì, cái em nói em chỉ biết hát thôi, cái em mới hát bài lại các trọng lý đó. Xong cái ảnh nó vui á thì em về em tập cái đó đi. Rồi xong cái thôi được rồi, tôi đó tôi hiểu rồi. Để chuyện cũng khá là dài rồi đó. Lấy hàng cho em đó đi. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi này. Em là một hiện tượng rất là lạ, chân thật, mộc mạc, chất phát. Và cái duyên trong con người em đã tự đến, rất là lạ. Chúc mừng em với 150 triệu. Dạ, em cảm ơn hai anh. Chúc mừng em vừa vượt qua vòng gala của thách thức trên đài mùa 4 với giải thưởng là 150 triệu đồng.